bây giờ cái virus như thế này, đầu tiên các bạn sẽ chọn một là tay tay trái chúng ta, một tay chúng ta đánh một tay còn lại chúng ta sẽ là bình thường. Virus chọn một A A B C D đó.
gối luôn. Đó, đồng gối được hình này nè. Hey!
ta báo là đã hết bản tin. Các bạn nhớ nha. Nè, A, E, R, F là đã hết bản tin. Rồi, các bạn xem lại nha. Tôi đã thông tin thêm để các bạn xem. Thank you.
Tiếp theo